Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản đủ, phiên bản 1.2 số sàn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Và chiếc xe này rất là đẹp luôn, chúng tôi đang bán với giá là 239 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 sedan số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản sedan số sàn bản đủ này các bạn nhé. Ở chiếc xe Hyundai i10 bản đủ thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, xe được trang bị là la răng đúc này, khóa thông minh để nổ start stop, và chiếc xe này thì cũng đã được lên thêm màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi rồi quý vị các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp luôn các bạn này. Về cái phần sườn đây các bạn xem này, nước sơn ở phần sườn bên phụ này cũng còn rất là đẹp này, và sườn bên lái đây các bạn xem này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Từ cụm đèn hậu này, logo này, chữ này cũng chưa có bị ố hoen ố gì cả đâu các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Toàn bộ những cái phần ba đợt sốc sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa các bạn này, ở phiên bản đủ đã có này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương đấy, và la răng đúc, dàn lốp thì còn rất là dày luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đợt sốc trước thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn pha cũng còn rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả này. Đây là cụm đèn pha này, phần nước sơn bên phụ đây đều rất là đẹp này, dàn lốp thì rất là dày, la răng đúc rồi đấy, toàn bộ là đã có cả phần đèn gầm rồi các bạn nhé. Đấy, có cả đèn gầm rồi này. Nhìn về phần ba đợt sốc trước của chiếc xe thì rất là đẹp, rất là mới, ngoại thất đều rất đẹp các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đấy, toàn bộ từ những phần keo chỉ, đây là cái keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này. Đấy, vô lăng bọc ra, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng các bạn nhé. Và xe cũng đã được lắp thêm màn hình Android rồi này. Đấy, vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất đã có cả ghế da rồi này, trải sàn da đều rất đẹp này, cảm biến lùi nguyên bản của xe các bạn nhé. Đấy, đây là về cái phần cảm biến lùi nguyên bản theo xe luôn các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cửa phía sau đây. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa phía sau này, táp bi cánh cửa này, nội thất đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất này, ghế da này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. 2016 tính ra là bây giờ là cũng đã được 8 năm sử dụng rồi các bạn ạ, mà chiếc xe rất là đẹp luôn. Cốp sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Cốp sau đấy, keo chỉ này, ốc cốp sau còn nguyên zin này, những cái phần nỉ sau đây các bạn xem này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa này cũng còn rất là nguyên bản luôn. Đấy, táp bi cánh cửa rất đẹp, nội thất ghế da phía sau rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa, bấm cả cánh cửa trước bên phụ này. Keo chỉ cánh cửa đây. Đấy, keo chỉ cánh cửa các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi đến táp lô, vô lăng, cần số tay phanh các bạn xem đây ạ. Cần số này, tay phanh này đều rất đẹp rồi. Màn hình Android, Z-Tech rất là xịn rồi. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2016 sedan này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ từ ốc chân máy, ốc mặt máy này còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này và rất là đẹp luôn.
Đấy, một chiếc xe chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, rất là mới luôn các bạn nhé. Từ ốc tai này, ốc cabo này, keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên zin hết luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả này. Đấy, rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 sedan số sàn sản xuất năm 2016 các bạn nhé. Thì chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 239 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có đầy đủ các loại từ Hyundai i10 sedan này đến hatchback này. Đây, hatchback có này, màu trắng, màu bạc, bản đủ, bản thiếu, số sàn, số tự động đều có hết các bạn nhé. Rất nhiều các xe chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi đây ạ. Nếu như quý vị các bạn nào mà qua cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn có thể có nhiều mẫu xe để cho quý vị và các bạn tham khảo ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn nên like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.